Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến quý khán giả một chiếc vòng thạch anh tóc xanh được làm từ đá thạch anh tóc xanh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Các cái hạt đá tự nhiên, quý vị nhìn sẽ thấy sự khác biệt này. Nó luôn có những cái đường vân, đường dạng tự nhiên của đá. Đá tự nhiên thì đó là điều không thể tránh khỏi. Và cái tóc thì cũng không viên nào giống viên nào hết. Quý vị sẽ nhìn đá tự nhiên thì tất cả những viên đá thì không viên nào giống viên nào. Và nó luôn có những cái đường vân chạy tự nhiên của đá. Một chiếc vòng kích thước hạt có size hạt là 12 ly. À xin lỗi, 13 ly. Và hiện chiếc vòng tóc xanh này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 500.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh tóc xanh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Quý vị kiểm tra kiểm định thoải mái ở tất cả các trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào nếu có nhu cầu sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Khách hàng khi mua hàng mà chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Lưu ý một điều, đó là quý vị khi mua hàng kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi, xem hàng có vấn đề gì hay không. Đấy. Hàng có bị vỡ, bị gãy, có bị vấn đề gì không thì quý vị lưu ý đó là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Những viên thạch anh tóc xanh có độ trong của đá thì cực tốt. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nhất mà kênh Đá Phong Thủy hàng ngày sẽ gửi đến các quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.